Đây, đây là gà ăn hoa quả nhá, các bạn xem này. Đấy. Cái gà dưa nê này. Đây các bạn xem. Đấy. Dưa nê rồi này, đấy nó ăn cả quả luôn. Người ta bỏ nuôi, mẹ tổ kinh thật này. Gà gì hơn cả quỷ. Đây này, đây là thăng long các bạn. Đấy. Đây là thăng long nhá. Đấy. Do nó rẻ thôi, chán đời ế ẩm cho gà ăn hết. Các bạn xem nhá. Đấy, một thùng thăng long luôn. Cái này 18 cân cho gà ăn hết. Dưa nê này, dưa nê bao nhiêu dưa nê. Đấy, chán đời. Đấy, cái đây cho gà ăn hết. Chán đời. Ế ẩm. Đấy, mong các bạn xem nhá, này này, cái thịt quả dưa nê ngon to to đúng. Đấy. To thịt quả dưa nê to đúng. Đấy, để tao bỏ nồi. Đấy, ăn đi. Bỏ rồi. Chén đi. Hôm nay cho chúng mày ăn một bữa, mẹ. Ăn đi. Này, thăng long đây, nè. Ăn đi. Ấy. Tinh quả to ngon, tinh quả thăng long tuyệt vời ngon, nhưng mà nó rẻ rúm ế ẩm cho gà hết. Cho là ngành đi buôn hoa quả nhưng mà chán đời này, các bạn xem đấy, ăn đi đấy đấy đấy, đấy. Ăn đi. Quá nhiều. Ui giời. Ăn hoa quả khủng khiếp luôn. Đấy. Nha, kính mời anh em xem nè. Đấy, cho ăn hoa quả. Đây là dưa nê. Đấy, dưa nê là nó ngọt, nó trâu đầu nó ăn. Đây các bạn xem này, có phải đúng ăn dưa nê không? Đấy. Đây này, đấy. Đuổi rồi cái, các bạn nhìn cho rõ nhá. Dưa nê ngon tuyệt vời luôn. Dưa nê tinh quả to ngon này. Đấy, này quả này chưa bỏ này. Đấy. Nhưng mà nó dẻo đúng ế ẩm, chán đời, cho gà ăn hết. Đấy, cho các bạn xem này. Đấy, rất ngon luôn. Đây. Đấy. Cái hoa quả nhiều nhưng ngon. Mày chết không gà ăn bao nhiêu hoa quả này. Đấy. Ăn mổ nhau.
anh em xem nhá. Đấy, hai thùng hoa quả, một thùng dưa lê, một thùng đây là thăng long, 19 cân thăng long cho nó cân rồi. Đấy, anh em xem này, nó mổ nhau, nó mổ dưa lê coi là thùng như chuột khoét luôn. Đấy, bỏ đôi ra cái này cứ thế là mổ khoét này. Đấy, mổ là như chuột khoét luôn. Ăn chán này mổ nhau. Đây này. Đấy, đây một gành dưa lê mà nó ăn hết sạch rồi. Đấy, còn mỗi quả coi là nó thối để trong rồi. Đấy, còn đang bị thối để trong, còn những quả ngon nó mổ hết một gành. Đấy là còn 19 cân thăng long mổ sạch, còn mấy cái vỏ thế khiếp rồi. Đây này, các bạn xem quả nào quả ấy nó khoét. Đây các bạn xem nhá, không phải nói sai đâu. Đấy, quả nào quả ấy nó khoét. Đấy, quả nào nó khoét, nó chỉ ăn như là chuột ăn. Đấy, đấy, nhìn chưa, khoét đây này, đây này, gà này dưới đây này, đấy các bạn nhìn thấy chưa, nó khoét như là chuột ăn luôn. Đây này, đấy, đây các bạn xem này, nó mổ này, đấy, nó khoét này, đây, đấy, gà này là gà mà ăn độc đáo rồi, các bạn xem cho kỹ nhá, đấy, nó mổ này, chỗ đầu nó mổ, nó khoét, đấy. Đây này, đấy, mổ nó khoét cái quả thăng long chuột đỏ mà không còn một cái gì, đấy, còn đồng vỏ, vỏ không. Đây các bạn xem, đấy, còn đồng vỏ không. Mấy con gà mà nó như là ngụy ăn kích khủng, cái gì ăn hết. Mấy quả dưa lê này, ý sợ kinh khủng cái gì đấy các bạn, anh em các bạn xem này, đấy nó mổ kìa. Đây này, đấy nó mổ quả dưa lê. Dưa lê thì trọng ruột thì ngọt tuyệt vời rồi, dưa lê mùa này nó nắng thì ngọt rồi, cho nên người thích ăn thì chả nói gà. Nhưng mà lý do này nó chán đời ấy, ẩm cho gà ăn sạch. Đấy, anh em các bạn cứ xem thoải mái. Hôm nay không bán nữa mà cho gà ăn này, làm clip này. Anh em cứ xem thoải mái nữa. Đấy, anh em nó khoét như là chuột, như chuột khoét luôn. Đấy, mà không ăn vỏ nữa nhá, chỉ ăn ở trong chuột thôi. Đấy, con này, con bé bé này mới khôn này. Đấy, chui đầu à, mổ khoét thành hầm ở trong, anh em các bạn xem cho kỹ nha. Đấy, mổ chui gật ngập đầu, mổ dưa, mổ ruột bên trong, còn cái con kia thì đang mổ thăng long. Đấy, con này đang mổ thăng long, còn mấy quả thăng long này là nó còn cái vỏ không, như này nó rỉa dần thế khiếp. Có một lúc thì các bạn ạ, gà như quỷ luôn, ăn kinh khủng, toàn ăn đồ ngon thế khiếp này. Đi do này nó ế thì tôi mới cho ăn thôi, bình thường mà hôm thì cho ăn đồ đẻo chứ hôm nay nó ế cho ăn đồ ngon luôn.
ăn tương đối nhiều. Nay cho nó ăn này, quay clip cho các bạn xem. Đấy. Hôm nó đắt thì không dám cho ăn đâu, hôm nay nó rẻ quá cho ăn cả đồ đẹp đồ ngon luôn, cho nó ăn rồi quay clip cho các bạn xem. Anh em các bạn xem này, là ủng hộ cho mỗi người một like, một đăng ký nhá. Đây này, đấy, khiếp, mổ nó khoét hầm. Đấy, anh em các bạn xem này, hết khiếp, nó ăn hết sạch rồi, còn ít vỏ thăng long, đấy, còn nó vỏ rồi, còn mấy quả này thì nó no quá rồi, bắt đầu nó không ăn được nữa rồi. Mỗi quả khoét thì ít, xong quả nó ngon rồi nó chén, này. Các bạn xem, mỗi quả khoét thì ít, bọn này cũng gớm đấy, đấy. Ăn no ra kia làm hết với nhau. Đấy. Bao nhiêu là thằng long? Toàn thằng long ruột đỏ ngon. Đấy, các bạn xem. Đấy. Khoét như là nó khoét như là này là chuột khoét đấy. Ui. Đấy. Ăn no là ra kia mới chảy thì kiếm cái khác ngon hơn. Kiếm cái miếng khác, cái mồi khác ngon hơn. Đấy. Có một số con vẫn mổ tiếp này. Đấy, ăn kinh khủng luôn. Các bạn thấy nó khoét như là kiểu là chuột khoét đấy. Đấy. Tiếp tục khoét này. Dưa nê này nó ngọt, ăn chán thằng long rồi mà là dưa nê này ngọt thì ra ăn dưa nê. Đấy. Kìa các bạn nhìn thấy con này vẫn tiếp tục ăn thằng long, hay quay sát cái này bắt đầu chảy sạch. Đấy. Đây các bạn xem nhé. Xem thực tế nữa, nó khoét hơn như kiểu khoét hầm ấy, không cần phải bỏ nữa. À, không cần phải bỏ. Kiểu nó chín rồi, nó đưa nó cũng mềm rồi. Kinh khủng luôn. À, còn con này thằng long nhá, các bạn nhìn này, còn miếng thằng long ruột đỏ. Đấy. Mấy cái miếng cái vỏ ấy, nó mổ thôi xoáy. Đây, các bạn xem. Quan sát rồi chứ, anh em xem nó khoét hầm. Đấy, dưa nê là nó mổ như là khoét hầm như là con độc vỏ không. Độc vỏ nó vỏ. Đây này ngô này cám này nó không kém ăn. Đấy, giống như thế. Bây giờ hoa quả ngon hơn. Đấy, khủng khiếp luôn. Đây, thằng long các bạn nhìn đi. Đây tôi quan sát cho anh em xem. Đấy, quan sát à. Con độc vỏ không. Đấy, đấy, chứ không phải nó xoay. Đấy, tuyết tuyết. Bao nhiêu tháng năm kinh, con nào con nấy nhiều ăn nhiều như đấu ba luôn. Đấy, anh em xem này, nó mổ như xoay xoáy, nó tiêu hóa vào đâu mà ăn kinh khủng luôn. Ăn như thế vẫn mổ tiếp, không biết nó đổ đâu. Ăn như kiểu hùm đồ đó. Này khiếp, này con này vẫn mổ này. Lúc đầu thì phải mổ cho nó ăn, nhưng giờ thì không phải mổ nữa.
nhiều quá. Anh em cứ xem thoải mái nha. Đấy. Rồi con em muộn rồi. À, thế thôi. Cũng là sát giờ rồi. Anh em xem ủng hộ cho mình mỗi người một like nhé, một đăng ký. À, kính chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em video khác.